đến từ bất động sản hải phòng.net. ngày hôm nay thì Vũ rất vui mừng khi được đứng đây để giới thiệu quý vị các bạn một ngôi nhà, một siêu phẩm đằng sau lưng của Vũ với 4 tầng, diện tích sử dụng hiện tại là 88 m², diện tích thực tế của nó là hơn 100 m², và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan ngôi nhà đó nhé. Xin mời quý vị. Don't start a conversation. Start a conversation, patient, you won't have one. We won't have one, patient. If you don't start a conversation, patient, conversation, patient, conversation, we won't have one. We won't have one. Start a conversation.